Canh của chúng ta sẽ là canh rong biển. Thì rong biển á, thì các bạn mua loại rong biển nào cũng được nha mấy bạn. Cái rong biển thì mình mua rong biển sợi á, nó từ lá tảo á, mình cắt ra. Tảo cũng là rong biển. Rồi mấy bạn có thể là mua rong biển rồi ở trong siêu thị để ăn liền, cũng nấu canh được luôn. Thì chúng ta sẽ có thịt xay, đậu hũ, rong biển. Cái rong biển nó có cái mùi đặc trưng là mùi vị hơi tanh. Thành ra để được bớt cái mùi tanh và mùi thơm trong món canh của chúng ta thì chúng ta phải xào tỏi nha. Chúng ta sẽ có một muỗng cà phê tỏi, rồi một muỗng cà phê gừng, rồi chúng ta cho vào hai muỗng cà phê dầu ăn, chúng ta đảo đều. Rồi tỏi vừa thơm, chúng ta cho thịt xay vô. Chúng ta tắt bếp. Vừa cho thịt xay vô chúng ta phải tắt bếp liền ha, để cho cái thịt nó bung đều ra. Rồi chúng ta mở bếp lại. Thịt vừa sang lại một cái là chúng ta sẽ cho vô đây là 600g nước. Và 600ml nước cũng là bằng nhau nha mấy bạn. Rồi chúng ta nấu cho nước sôi lên. Rồi trong khi chờ nước sôi, bắt đầu chúng ta nêm vô canh là một muỗng cà phê ăn nêm, 1/2 muỗng cà phê muối. Rồi chúng ta nhảy lên một chút xíu, 1/4 muỗng cà phê đường. Chờ cho canh sôi, chúng ta cho rong biển vô nha. Rồi chúng ta phải chờ nước sôi lên để chúng ta vớt bọt nha mấy bạn. Vớt cái bọt cho nó sạch. Chúng ta cho rong biển vô. Rồi cho đậu hũ vào luôn nha mấy bạn. Mấy bạn thích cho hải sản thì mấy bạn cho hải sản. Mấy bạn thích ăn thịt thì mấy bạn cho thịt. Mấy bạn thích ăn thịt bò, mấy bạn cho thịt bò, ok hết nha mấy bạn. Rồi chúng ta bật bếp cho bếp sôi lại. Khi canh sôi lại, đặc điểm canh là chúng ta phải cho một ít dầu mè vô để lên cái mùi thơm của mùi rong biển nha. Rồi cho một muỗng cà phê dầu mè vô đây. Rồi món canh của chúng ta đã xong rồi đó mấy bạn. Rồi đây là canh rong biển của chúng ta đã xong. Hai mùi thơm với dầu mè và rong biển hòa quyện rất là thơm nha mấy bạn.